chân thành. Ta yêu nhau mất nhau không đành, cuộc đời tớ sao vẫn chưa mở lối. Trong tim em ước mơ lâu rồi, em luôn mong có anh trong đời. Nước mắt tuôn rơi nghe tình nhói đau. Trời bay chi eo le cho đời con gái rất xe niềm đau. Cô dâu xinh túi dần ước duyên trầu cao. Hỏi trời sao trêu trêu yêu mà không đến với nhau vì sao. Cô dâu xinh túi dần vẫn luôn khổ đau. Buồn một mình em ngồi bật khóc vì tôi dần nên tình buồn lắm. Lỡ duyên em trong kiếp này lòng buồn thay. Một cuộc tình sao nhiều giọt đắng để lạnh lùng bên đời quanh phố. Có ai thương cho mối tình nhiều rồi mai. Nghe tôi dặn nè, đi một mạch, đi một mạch về nhà không quay đầu nhìn lại nghe chưa. Rồi đi 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 đi. Chào cô y tá, cảm ơn cô lo giùm cho cháu, tôi về nha cô. Dạ. Bệnh nhân nằm ở đây đâu rồi? Dạ cô ấy vừa xuất viện rồi cô.
Nam Phương, Nam Phương, hôn mẹ, bye bye mẹ đi con. Bye mẹ. Bye mẹ đi con. Bye mẹ. Chuyện với mấy người sai xỉn, anh đi về đi. Vậy cái gì? Sáng sớm tỉnh lại đây nói chuyện. Không mày, mày làm tao bẻ mặt với bạn bè, với chồng sớm. Dù sao tao với mày cũng là tình nghĩa vợ chồng mà. Mày nhắm mày chơi vậy mày chơi được không mày? Mày tao muốn nói anh dẹp cái đám bạn bè đó với tôi nghe chưa? Hả? Đừng có nhắc trước mặt tôi cái đám bạn bè của anh nghe chưa? Dẹp cái gì? Tao muốn nói chuyện với mày nè. Mày muốn nói gì? Mày sợ tao phiền quá đi thôi à? Mày đóng cửa mày. Tao muốn nói chuyện với mày. Mày mở cửa ra đi. Mày không mở cửa, tao đứng đây tao kêu tới sáng luôn là mày ngon không? Mày ở trong mày ổi mày ngủ được không? Nó đây nữa, anh mở cửa cho tao, anh ơi. Nó, tao muốn nói chuyện với mày ở đây, tao nói chuyện mày hoài luôn anh hết ơi. Ôi trời, cái gì vậy con? Con ơi, có sao không? Hả? Ủa? Ôi cha, sao vậy con? Bây giờ khuya lắm rồi. Thôi thôi bây giờ đi về ha, đi về đi. Rồi ngày mai qua nghe, nha, ngày mai qua nghe con. Nha. Má là người con luôn tôn trọng. Con luôn nghe lời má. Nhưng mà con vợ con nó khi dễ con ra mặt luôn. Má hỏi con có tức không má? Rồi rồi má hiểu mà, má hiểu lòng con mà. Thôi bây giờ đi về đi, đừng có la. Người ta cười gia đình mình nó nghe con, người ta cười con nữa. Nghe, về nghe nghe lời má, nghe ngoan ngoan, nghe con rể, nghe. Má vừa kêu con là gì? Rể hả? Trời ơi má ơi, con thương má. Má là người con luôn luôn tôn thờ mà. Ý trời ơi, má có chết bao giờ đâu mà con thờ hả con? Không, không. Ý con nói là con với má lúc nào cũng tình thương mến thương á. Nó trước cũng vậy, sau này cũng vậy á. Má con nói, đi vô nhà, đóng cửa lại. Hơi đâu mà nói chuyện với mấy thằng sai xỉn. Đó, đi về đi. Má đi không? Đi về đi. Hỏi vậy làm sao mà vợ con không coi thường con? Dù sao trước đó con cũng từng là rể mà từng nhậu chung mà. Bây giờ kêu vô uống miếng trà cũng được và đuổi con về thẳng mặt rồi má thấy không? Trời ơi, giờ này đêm khuya lắm rồi, trà đạo gì nữa ha con. Thôi đi về đi nha, về đi nghe con nha. Thôi được nghe. Rồi. Ừ. Con thương má. Ừ ừ. Con nghe lời má. Ừ giỏi giỏi. Con sẽ về. Ừ. Thương má con về. Rồi rồi thôi về đi khỏi thương nghe con. Đi về nghe. Thương má, khoan khoan. Ui, con ơi, đi về đi mà. Không. Má phải kêu vợ con ra tiễn con mới cam tâm. Trời ơi. Thôi thôi tôi về đi con. Con đi về đi về đi. Con về nhà má ơi. Con muốn vợ con tiễn con mà. Má không có thương con. Vợ con không có thương con. Nhưng mà con không sợ. Con nằm dạ ở đây luôn. Nết mà không tiễn con còn ở đây tới sáng luôn nè. Nết đi nết ra tiễn con được. Tỉnh chưa mày? Bây giờ vô uống trà đàm đạo được chứ hả? Dạ khỏi, con tỉnh rồi. Thưa ba con về. Chúc ba má ngủ ngon. Cho trăm năm hạnh phúc. Đúng là bộn nhậu. Khùng khùng điên điên gì không?
Alo, anh nghe. Anh hả? Con có sao không anh? Ừ, nó ngủ rồi. Hết giận rồi em ơi. Con chờ anh đến hết tiết mục mà vẫn không chịu về. Em năn nỉ cách nào nó cũng không chịu. Nó nói là phải giờ anh đến đó. Vì anh thất hứa với nó mà. À, mà cuối tuần này em không đến rước con được. Vì phải đi Huế mấy ngày. À, vậy hả? Vậy để anh thu xếp dẫn con đi chơi. Ok anh. Vậy thôi nha. Bye anh. Bye bye em. Chúc em ngủ ngon. Chúc anh ngủ ngon. Hồi sáng đi chợ mọi người cứ bu lại hỏi cái vụ đêm qua, mắc cỡ gần chết đi. Sao cái chuyện này cứ xảy ra hoài vậy không biết? Để con gặp ảnh con nói. Lớn già cái đầu rồi mà không có nên thân nên nết gì hết trơn á. Sao em thấy chưa, cãi cha mẹ là hư bột hư đường hết. Mà cái thằng đó lúc đầu tao nhìn là tao không ưa. Thôi được rồi, bữa nào con cứ kêu nó qua đây rồi ba má nói chuyện. Mình nói phải thì nó phải nghe. Trời ơi, nếu mà ảnh nghe, biết nghe thì đâu phải ly dị đâu má. Alo, Nết hả? Chị Miên hả? Em Nết nè. Ừ. Gọi chị có chuyện gì không? Chị rảnh không? Em nói chuyện chút nha. Ừ, em nói đi. Chị ơi, chị coi ở trên Sài Gòn á, có việc gì làm, chị giới thiệu cho em làm với. Chứ em ở dưới này á. Lúc rài tù túng, chán quá. Vậy em đã hỏi ý kiến ba má chưa? Rồi còn bé Na nữa, em nói làm chị bất ngờ quá. Hay cho chị thời gian, rồi chị trả lời em sau ha. Dạ dạ, em cảm ơn chị. Chào chị. Alo, bé ba hả? Tao Nết nè. Ừ, khỏe. Tao gọi hỏi mày á là coi trên Sài Gòn có chuyện gì làm. Kiếm trước giùm tao đi, tao lên rồi giới thiệu cho tao làm với. Thì tao muốn đi. Đi tránh mặt ông Đực cho rồi. Ở dưới đây hoài chán quá. Ừ, rồi vậy đi ha. Tao lên tới trển tao alo cho. Bye mày nha. Alo, em nghe nè. Em cũng muốn gặp anh để nói chuyện nè. Ừ, vậy ha. Rồi, gặp cho cũ. Diệu Hương. Dạ. Con à. Dạ. Con khỏe chưa mà con đi làm vậy hả? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi? Dạ, con đỡ rồi gì. Tuổi trẻ tụi con á, cứ ỷ y vào sức khỏe à, rồi mai mốt có gì hối hận. Dạ. Con sao vậy hả? Con sao vậy? Chị Tám ơi, chị Tám. Trời ơi, bả đi chợ rồi, chống 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 lại, chống đi. Thì chưa, dì đã nói rồi mà không chịu nghe gì à. Con có sao không? Dạ con. Thôi vô đây nghỉ ngơi con.
nết lên đây tìm việc hả? Là làm cái gì? Em cũng không biết nữa, nhưng mà nghe giọng của nàng có vẻ cương quyết lắm. Để em gọi điện thoại về dưới xem sao. Còn chuyện này nữa. Chuyện gì em? Ba má kêu thứ bảy tuần này về ăn cơm đó. Ăn cơm? Có chuyện gì không? Đến rồi biết. Đến rồi biết nè. Ôi trời ơi, dám ký đầu sếp hả? Không chịu nói. Sao rồi, con khỏe chưa? Dạ con khỏe, không sao đâu dì. Hôm qua con mất ngủ phải không? Hiểu rồi, chắc lại suy nghĩ người đàn bà đó nữa chứ gì. Nói á không phải là gì nhiều chuyện, nhưng mà tốt nhất á là con đừng bao giờ đi tìm người đàn bà đó nữa. Tâm địa của bà ta thật là xấu xa. Đó, bây giờ con nghĩ đi, nếu mà xem con là con của bà ta thì hơn 20 năm trước bà đâu đành lòng mà dứt bỏ con như vậy. Rồi giờ đùng cái quay trở về đây, vì không biết là bà ta muốn cái gì. Chắc là bây giờ nghĩ là bây giờ con khôn lớn rồi, có công ăn việc làm đàng hoàng rồi, ở nhà giàu có nữa. Dì chỉ sợ là con nghe lời mà bị gạt thôi à. Dì, nhưng mà con không có tin một người mẹ lại nỡ bỏ con mình như vậy. Ý là con nói là dì bịa đặt hả? Dạ không phải đâu. Ý của con á, con... Thôi thôi dì hiểu rồi. Dì đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi, là bà ta lỡ có thai rồi không muốn có mặt của con ở trên cõi đời. Bà ta sợ con á sinh ra đời sẽ là một cái phiền phức, một cái vướng bận cho bà ta. Bà nỡ lòng nào bà gạt dì đưa con cho dì giữ giùm rồi bỏ nhà trốn theo tình nhân. Bao nhiêu đó có phải là một lý do không? Nếu mà không có dì á thì đời của con sẽ ra sao? Rồi bây giờ con nghi ngờ cả lời nói của dì nữa hả? Dạ không phải, con không bao giờ có ý đó hết. Con biết là dì đã cưu mang nuôi nấng con từ nhỏ, lúc nào con cũng mang ơn dì Dượng. Con xem dì Dượng như cha mẹ của mình vậy. Nhưng mà con nhìn gương mặt rồi nhìn ánh mắt đó thì không thể nào là một người nhẫn tâm được. Thôi con à, chuyện đời phức tạp lắm, con đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà đánh giá được con người. Dì thấy tốt hơn hết á, con đừng bao giờ nhắc tới người đàn bà nữa, coi như bà ta không phải là mẹ của con đi. Thì chú mới nghe má nó nói nè. Thiệt ra cái chuyện này do chồng cũ nó kiếm chuyện quậy phá, nó mới tính tới cái chuyện đó. Chứ chú không biết là nó lên trên đó là nó mần ăn cái giống gì nữa. Dạ, nếu vậy á, trước mắt chú nói với em là lên trên con tạm thời lánh mặt tránh phiền phức một chút. Còn chuyện công ăn việc làm của em á, khi nào gặp nết con bàn với em sao? Ừ, thôi con tính giùm cho chú nghe, chứ chú không biết tính sao nữa. Dạ, con biết rồi chú. Thôi nghe con. Má. Ăn tự nhiên đi con. Dạ. Bà lo quá. Bà làm như thằng Dũng lần đầu tiên ăn cơm với gia đình này vậy. Dạ, hai bác để con tự nhiên được rồi. Mai mốt á, về làm rể nhà này, bác sẽ cho con thử thức nhiều món ăn ngon nữa. Bị chị Tám á là người miền Tây, chắc hợp khẩu vị với con lắm đó. Tám ơi! Dạ! Lấy miếng nước tương lên Tám! Dạ! Rồi! À, chị Tám ơi! Dạ! Kêu Diệu Hương xuống ăn cơm luôn. Dạ, nãy tôi có lên phòng tôi kêu mà của nó cũng mệt. Thì mệt chứ, không phải ăn cơm cho nó nhịn đói. Thôi! Để cho nó nghỉ đi, nó đang mệt mà. Một lát á, đem thức ăn lên lầu cho nó nghe chưa? Dạ! Ừ. Dũng nè. Dạ. Con có nói với bên nhà là dự định tiến tới hôn nhân chưa? Bác thấy năm nay là tốt lắm đó. Dạ, con có thưa với ông nội con rồi. Ông nội với mấy chú á, gặp một miên rồi, ưng ý lắm đó. Dĩ nhiên rồi, con gái của bác á, vừa đẹp, vừa giỏi, lại ăn nói khéo nữa, nhìn thấy là thương liền à. Má này, má gì? Bộ má nói sai hả? Chưa đâu má còn nói nữa. Nè, con có biết không, con gái của bác á hả? Sao giống cái gen của bà phải không? Chính. Ba má làm con xấu hổ quá. Xấu hổ gì mà xấu hổ. Rể nè,
Con á tập quen dần cái không khí gia đình này đi. Gia đình nhà này hả, không cần phải khách sáo. Có sao cứ nói thẳng, nói thẳng, nói thẳng à. Có sao nói vậy người ơi à. Cái câu đó sến lắm á, bỏ mười mấy năm rồi. Thì nói nôm na vậy đó mà. À, người Dũng nè, bác cũng nhắc cho con nhớ luôn là cái ý của hai bác vậy. Hai bác đây thì cũng không có quan trọng là nghèo giàu hay là muốn đang hổ đói gì hết. Miễn sao cho con mặc miên hạnh phúc là hai bác vui rồi. Nhưng mà hai bác nhất trí thống nhất là khi làm đám cưới là phải bắt rễ đó nha. Ừ. Ba ơi, ba ăn đùi gà nè. À rồi, cảm ơn con gái của ba. Bác trai đã đúng đó. Con Mộc Miên á là con gái cưng của hai bác, cho nên hai bác á không muốn nó phải đi làm dâu ở xa. Má ăn cơm đi má. À, thôi mình nói chuyện này hơi sớm đó bác. Sớm thì mà sớm, nói bây giờ là vừa đó cô. Đánh nó. Chùm chùm, chạy đi, để cho anh, để cho anh. Chạy đi, coi chừng. Chùm. Coi chừng. Con chùm, con chùm. Coi chừng, đánh nó. Nhanh lên, chùm ơi, chùm ơi. Tôi chiêu thôi. Tôi chiêu đi, tôi chiêu. Bắn hà hà lên nè. Nó còn chết rồi, Nhanh lên. Ô, nó chết rồi. Yeah. Hay quá, chùm hay quá. Anh Dũng, có phải anh sắp cưới gì hai em không? Đúng rồi, sẽ chúc thích điều này không? Chị hai em cũng hỏi y chang vậy, nhưng đám cưới có gì khác so với bây giờ? Đám cưới á là sự giao ước ràng buộc giữa hai người yêu nhau, có trách nhiệm với nhau, cùng xây dựng một gia đình mới á, hiểu không? Vậy mai mốt anh về đây ở chung phải không? Hả? Em nghe ba mẹ em nói mai mốt sau đám cưới anh sẽ về đây ở, đó là điều ba mẹ em muốn. Dì vào được không? Dạ. Yeah. Lại khóc nữa rồi phải không? Con lại nghĩ tới chuyện đó nữa hả? Cứ như vậy hoài đó, con sanh bệnh đó. Thôi nè, nghe lời dì, nghỉ ngơi một thời gian cho khuây khỏa đi. Hay là dì kêu tụi nó đặt tour cho con đi chơi nha. Dạ thôi, cảm ơn dì. Con muốn đi đâu hết á. Không có cãi lời gì. Ráng ăn chút xíu cháo đi. Dì không làm phiền con nghỉ ngơi nữa. Em xin lỗi anh nha. Chuyện gì hả em? Thì cái chuyện mà ba má của em có ý định bắt anh về ở rể đó. Có gì đâu, ở rể anh còn thích nữa chứ bộ. Chắc tổ. Anh cũng không hình dung được cái chuyện này nó ra làm sao nữa. Chắc là gia đình anh không đồng ý đâu. Em hiểu mà. Ông nội và mấy chú á nhất định sẽ phản đối chuyện này kịch liệt. Nói cái chuyện mà em là sếp của anh thì cũng đủ xính dính rồi, chứ đừng có nói là chuyện bắt rễ. Thôi để từ từ đi, em sẽ tìm cách thuyết phục ba má. Anh thấy chuyện này không dễ chút nào đâu. Được mà, chuyện gì cũng sẽ vượt qua được mà. Tụi mình yêu thương nhau thì không có gì lớn lao và khó khăn mà tụi mình không vượt qua được, đúng không? Em biết không? Ừ. Mỗi ngày được gặp em, được trò chuyện với em là hạnh phúc lắm đó. Anh luôn trân trọng những gì mình đang có. Cái chân tôi sao độ dài nó hay nhất quá bà.
nhất đây nè, nhất đây à, nó có thường xuyên nhất hay là lâu lâu nó mới nhất một lần nhau? Mình đi bộ nhanh á, với lại tôi leo trèo coi nó nhất. Ê, đừng có leo, mình lớn tuổi rồi đừng có leo. Có muốn làm cái gì thì biểu ông Sáu nó làm cho, già rồi leo không có nên. Rồi tôi biết rồi, biết rồi. Để bữa nào tôi đem cái chai dầu nóng á qua cho ông bóp dùng sức nó nha. Thôi khỏi đi, mấy nhỏ nó mua mấy chai còn để với kệ cà. Thôi khỏi đem qua mất công lắm. Thôi chứ trời ơi, ông á mà thiếu gì con cháu, ông la lên một tiếng đi, cái gì cũng có hết rồi. Hờn giận nữa rồi, thôi đừng có hờn nữa. Thôi bà đem qua đi tôi sức nha. Tôi đem qua nha thì ông phải sức à, chứ ông đừng có bỏ lăn lóc nữa nha ông. Tôi sức rồi tôi để đâu nằm luôn. Tôi phải vậy mới được chứ. Uống nước đi bà, uống nước. Alo. Cha ơi, thằng Dũng gọi về muốn nói chuyện với cha. Có vẻ quan trọng lắm. Alo Dũng hả con? Ông nội nè. Có chuyện gì không vậy con? Vậy hả? Đương nhiên là ông nội chấp thuận rồi. Vậy chừng nào vậy? Vậy hả? Được rồi. Được rồi, ông nội sắp xếp rồi, ông nội lên nha. Nói gì đó? Chuyện gì vậy cha? Dũng vậy cha? Thằng Dũng nó nhờ tôi lên trển để nói về việc cưới sinh. Được rồi. Cho nghe. Dạ. Cái gì? Lên Sài Gòn đám nói thằng Dũng hả? Ừ. Bà nghe tin này ở đâu vậy? Điểm Sáu nói với ai? Vậy thì hay rồi. Vậy là chuyến này tôi phải đi Sài Gòn một chuyến á nha. Đi với ai? Với cha chứ với ai? Trong đoàn thấp tùng đó phải có mặt tôi chứ. Chúa cũng như cha mà. Đúng không con? Chuyến này ông ngoại đi Sài Gòn mua đồ cho con nghe. Gì đây? Thằng Dũng. Thằng Dũng sao? Có chuyện gì vậy? Thằng Dũng nó đòi cưới vợ. Đã quá. Thằng cháu cưng của tôi có vợ. Cưới vợ. Đúng rồi. Kỳ này nha, tôi sẽ đưa cha lên Sài Gòn để cha gặp gia đình một miếng, đúng không? Đúng rồi. Trong nhà có ai rành đường đi nước bước bằng vợ chồng mình đâu. Đúng rồi. Không cẩn thận hả, lên đó coi chừng lạc đường á. Đúng rồi, đâu có ai rành như vợ chồng mình đúng không? Đúng rồi. Đi gì nữa đây? Kỳ này tôi đi một mình thôi. Chuyện này là không phải của đàn bà, hiểu chưa? Biết rồi. Nè ông, trên đó đó, đường xá xe cộ đông đúc lắm, ông đi qua đường cẩn thận á nha. Không rót gì đâu mà đầy dữ mày. Ủa sao mày Năm, hai anh có nghe cha nói vụ mà lên Sài Gòn dạm hỏi chưa? Chuyện đó biết lâu rồi. Không phải, ý em nói á là cha có nói là dắt ai lên trển chưa? Cái chuyện mà ăn nói trong cái vụ cưới hỏi á, nó rất là hệ trọng. Cho nên anh thấy anh phải cùng với cha lo cái chuyện đó. Phải không Năm? Nhưng mà tôi thấy á, cái người mà đi với cha phải biết đường biết xá để dẫn cha đi. Đúng không? Tao nói ở trên Sài Gòn á, đường xá nó như mạng nhện vậy á. Lạng quạng tới tối mới tới nhà thằng Dũng. Trời, anh lo làm chi ba chuyện đó. Đường đi là trong miệng mình, đúng không anh? Đúng. Theo như em nghĩ á, anh nên ở nhà
lo công việc buôn bán đi. Đúng em rồi. Nè út nè, trẻ nhất để em đi với cha. Thôi uống đi anh. Mày đi rồi cái đàn bò mày ai lo? Đúng rồi. Rồi đám mía của mày ai săn sóc? Ừ. Mày đừng có nói tao mà thả đàn bò vô đám mía cho nó ăn ráo trộn cho mày. Anh nói vậy mà nghe được. Thôi thôi, cái chuyện của em á để em tính. Rồi em lo thu xếp được mà. Mệt quá. Chuyện này đừng bàn cãi nữa. Để cha quyết định đi. Mai rõ à. Uống đi. Thôi, uống đi. Có chuyện đó tính sao? Chị sắp gả con gái. Ừ. Chắc chị gặp tôi không phải là chuyện này chứ. Tôi mừng cho chị. Nhìn đi nhìn lại thì Mộc Miên cũng đã trưởng thành, giờ sắp lấy chồng. Tôi cũng mừng cho cháu. Chị muốn gì? Tôi chỉ tuổi cho Diệu Hương thôi, tại vì nó cũng bằng trạc tuổi Mộc Miên. Tôi nuôi con Diệu Hương từ nhỏ tới lớn. Con Mộc Miên nó có cái gì á là con Diệu Hương nó có cái đó. Chứ tôi có ruồng rẫy hay đầy đọ gì nó đâu mà chị phải nói vậy chứ. Nhưng mà không có gì bù đắp được sự thiếu thốn đâu. Sự mất mát khi lớn lên mà thiếu bằng tay yêu thương chăm sóc của chính mẹ ruột mình. Chị có biết là tôi phải chịu đựng như thế nào á trong những năm tháng kia hay không vậy? Vậy chị có nghĩ cái sự chịu đựng của tôi có quá sức hay không chứ? Khi một người phụ nữ chứng kiến chồng của mình ngoại tình với chính bản thân của mình, rồi phải nuốt đắng nuốt cay để nuôi chính đứa con của tình địch, chị có làm được với tôi không? Tôi xin lỗi chị. Tôi xin lỗi những gì trong quá khứ. Tôi biết rằng mình có lỗi nên tôi không dám đòi hỏi chị bất cứ một chuyện gì hết. Nhưng tôi xin chị, xin chị cho con Hương có một vị trí thật rõ ràng trong gia đình đi, để nó tránh sự tủi thân vì nó mồ côi, nó ăn nhờ ở đậu. Chị nhìn thẳng vào mắt tôi nè. Chị tính phá hoại hạnh phúc gia đình của tôi một lần nữa đó hả? Không biết kiếp trước tôi mắc nợ gì chị, mà tại sao kiếp này chị cứ đeo bám tôi hoài vậy? Chị có biết những lời nói của chị sẽ gây sóng gió cho gia đình của tôi một lần nữa hay là không? Tôi không biết, tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy được sự mặc cảm trong đôi mắt của con Hương. Tôi thấy được những năm tháng hằn lên trên gương mặt của nó. Tôi chỉ muốn con tôi được sống tốt hơn thôi. Tôi cấm chị. Nếu ai làm tổn hại gia đình của tôi hả, thì đừng trách tôi. Chị biết tính tôi mà. Ai cho tôi một á thì tôi trả gấp 10 lần. Tôi muốn nói chuyện với chị một chút. Trời ơi, tôi ngồi ăn kem với chị như vậy hả, bà chủ có thấy được là tôi lên đường liền á. Tôi có gì có tôi mới làm phiền chị. Chị giúp giùm tôi nha. Chị tôi thông cảm mới giúp cho chị vô bệnh viện thăm con đó. Không ai gan như chị hết trơn á. Trời ơi, cho chị vô trỏng á, rủi bà chủ bất tình lình bà đi vô trỏng á. Hoặc là Diệu Hương nó tỉnh dậy là chết cả đám luôn á. Không có gì ngăn được tình mẫu tử đâu chị. Tôi cảm ơn chị nha. Ơn nghĩa gì không biết nữa. Thấy tình cảnh chị, tội nghiệp quá à. Chị tin tôi sao? Tin. Tôi thấy tướng tá chị nè, mặt mày chị có vẻ là người hiền lành. Chị không phải là người mà hại con Hương đâu. Mà tôi nói thiệt à,
trong nhà đó thì thương Hương nhất á. Thấy nó tội nghiệp quá à. Đi đâu cũng lũ thủ của mình ên à. Sống chung một nhà như ở nhờ ở đậu rồi đó. Tội nghiệp à. Ủa, bữa nay chị gặp tôi có chuyện gì vậy? Dạ, tôi nhớ con Hương quá à. Từ hôm về nhà tới giờ tôi không được gặp nó. Chị có cách nào thì cho tôi gặp được nó nha chị. Biết cách gì giờ? Chị à, hay là chị hẹn con Hương ra ngoài đi chị. Thôi, Hương chịu gặp chị đâu. Chị à, chị, hay là chị coi lúc nào mà trong nhà không có ai á, chị cho tôi vô nhà nha. Thôi nghe, đừng có xúi bậy tôi nghe. Trời ơi, bà chủ biết được là bà đuổi tôi á, rồi tôi nghĩ việc chị có nuôi tôi không. Thôi không được, bây giờ tôi phải đi về rồi. Trời ơi, tôi đi lâu, bà xin nghỉ. Chị. Cái gì? Hay chị cho tôi xin số điện thoại đi chị. Số điện thoại nhà hả? Dạ. Tôi không được nữa. Nhà đâu phải một mình tôi đâu. Rủ người này người kia bắt máy. Không được. Cái này cũng không được. Cái kia cũng không được. Nhưng mà tôi nhớ nó quá à. Chị có cách nào chị giúp tôi đi chị. Chị làm ơn đi. Cô giấy viết rồi không? Dạ có. Để ra, đọc cho viết. Em ngon quá. 0903. Nhìn cái gì không biết nữa, số điện thoại của tôi đó. Tôi đọc nè, 0903. 395964. Có gì hả, gọi cho tôi á. Rồi tôi hẹn cho gặp nghe không. Tôi phải về rồi. Kem ngon quá. Diệu Hương à, từ sau công ty mình đi ra ngoài để tham gia khóa học kỹ năng đoàn đội. Em nhớ không được vắng mặt đâu đó nha. Dạ, chắc em không tham gia được. Tại vì thời điểm đó em kẹt chuyện gia đình rồi. Vậy sao? Em sợ nắng hay là sợ mệt? Dạ không. Tại bên gia đình anh Dũng lên gặp gia đình Dượng để bàn chuyện cưới xin. Em với dì phải lo một số chuyện cho nên cũng lu bu lắm. Làm việc gì cũng phải có kiên trì, đeo bám thì mới có kết quả. Trong tình cảm cũng vậy. Ăn thua mình có bản lĩnh không? Để tôi coi cậu có bản lĩnh đó hay là không. Sau khi cậu thay thế tôi điều hành công ty thì sẽ không có sự nghi ngại về đàm phán của các cổ đông và đối tác. Dạ dạ em biết rồi, em sẽ liên lạc với anh Mạnh. Dạ. Dạ. Dạ em biết rồi. Dạ. 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 Bên em sẽ cố gắng. Dạ em nghe rồi. Dạ anh. Dạ. Dạ em sẽ báo lại cho anh Mạnh liền rồi. Anh thông cảm giùm tụi em anh. Bắt máy đi Mạnh ơi. Chị Minh. Bắt máy đi. Chị Minh. Trời ơi, giờ chị có liên lạc với anh Mạnh được không? Không. Sao vậy? Chị gọi điện thoại cũng không bắt máy nữa. Chết rồi, bên công trình em xảy ra chuyện rồi. Bên khách hàng cũng la quá nè. Trời ơi, sao đây? Tại vì giao bán dễ trễ đó. Sao đây chị? Không biết. Anh Đỗ, anh Mạnh. Bình tĩnh, đã có tôi ở đây. Dạ thưa sếp. Dạ em đây sếp. Dạ. Dạ thưa sếp, công ty mình bây giờ rối tung hết sếp à. Dạ. Bên bộ phận xây dựng thì đình trễ không thi công, luôn xảy ra nhiều chuyện ạ. Dạ, còn bên bộ phận thiết kế thì luôn trễ hẹn khách hàng vì không đưa ra được bản vẽ. Dạ. Và mọi thứ là đình trễ của nguyên công ty là do chờ sự ký duyệt của phó giám đốc. Mà cả tuần nay không thấy bóng dáng của ông Mạnh đâu hết ạ. Dạ, mọi người đang chờ ý kiến của sếp ạ. Trời ơi, làm ăn như vậy là chết rồi.
tôi không biết cậu làm cái nào. Phải moi hết cả cái thành phố này tìm cho được thằng Mạnh cho tôi. Dạ, 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 dạ. Nói tóm lại bây giờ. Rồi sao anh, sao anh? Là phải lục tung thành phố này lên tìm cho ra được ông Mạnh. Trời ơi. Trời ơi, cậu chạy cái kiểu gì vậy? Ủa, lần đầu tiên cậu mới nghe tôi la hả? Dạ, đang chạy có người lao ra thắng không kịp. Rồi bây giờ sao? Dạ, đụng người rồi. Đụng người thì cậu mới xuống, coi tay con sao chứ? Dạ, dạ. Không biết bữa nay nhầm cái ngày gì mà sao xui xẻo quá trời đất không biết nữa. Trời ơi, mày đi ra coi. Cô có sao không nhỉ? Hả cô? Ông Tì. Sao mà lấy chồng, anh đã yêu em thì ngại chi mà tủi dần. Tính tình thì dễ thương, người thì nết na, anh biết đào đâu ra. Yêu em mấy núi anh cũng trèo, mấy sông anh cũng lội, tủi dần anh cưới luôn. Thưa cha sáng chi cái tủi dần, giờ hiền dâu ngoan cưới về cả nhà thêm vui. Yêu em mấy núi anh cũng trèo, mấy sông anh cũng lội, tối giờ anh cưới luôn. Thưa cha xá chi cái tuổi dần, giờ hiền dâu ngoan cưới về cả nhà thêm vui. Giờ hiền dâu ngoan cưới về cả nhà thêm vui.